Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu diễn ra toàn diện trong mọi lĩnh vực và trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Đón bắt xu thế đó, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch số 91 của Thành ủy Đà Nẵng về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đề án. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trên toàn địa bàn đã và đang vào cuộc mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp, tạo sự đồng bộ, liên thông để thực hiện thắng lợi việc chuyển đổi số vào các hoạt động công tác đảng trong toàn đảng bộ. Gắn trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị vào việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đây là một buổi sinh hoạt của chi bộ 1 Chính Trạch thuộc Đảng bộ phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Một chi bộ mà phần lớn đảng viên tham gia sinh hoạt là đồng bào có đạo. Lâu nay chi bộ vẫn duy trì nề nếp sinh hoạt theo điều lệ đảng, nội dung sinh hoạt trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị. Nhưng hôm nay có một sự đổi mới là các đảng viên được chi bộ hướng dẫn quét mã QR có sẵn trên móc khóa do Đảng bộ phường cấp phát miễn phí. Tôi thấy đây là một vấn đề hết sức tiện lợi và rất là dễ sử dụng cho tất cả các đồng chí đảng viên ở các chi bộ. Tuy nhiên thì cũng có một cái phần khó khăn là có những đồng chí mà lớn tuổi á, thì có nghĩa là vấn đề sử dụng công nghệ nó còn hạn chế, cho nên khi truy cập cái mã QR code của đảng ủy thì cũng còn rất là khó khăn và rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng thì một thời gian dài sử dụng thì các đồng chí đảng viên lớn tuổi sẽ sử dụng thành thạo cái mã QR code của đảng ủy. Tôi thấy đây là một cái công nghệ ứng dụng rất tiện lợi cho các đồng chí đảng viên sinh hoạt ở chi bộ hiện nay. Bằng các thao tác đơn giản trên nền tảng phần mềm Zalo, sau khi quét mã QR, các đảng viên sẽ dễ dàng truy cập đến chi bộ các thông tin của đảng bộ phường. Ở đây, người dùng sẽ được tiếp cận và xem được hơn 300 văn bản, nghị quyết, biểu mẫu đã được tích hợp sẵn, như thông tin chung của đảng bộ phường, thông tin chi tiết về tổng quan của phường Tân Chính, cơ cấu tổ chức của ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp, các văn bản chỉ đạo của đảng ủy phường, hình ảnh hoạt động, các biểu mẫu hồ sơ công tác đảng được cập nhật, bổ sung thường xuyên. Điều này giúp cho các chi bộ đảng viên có thể tiếp cận triển khai một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất, rút ngắn thời gian, hạn chế việc đi lại của các đồng chí cấp ủy chi bộ khu dân cư. Việc là xây dựng cái chuyển đổi số và là cái số hóa dữ liệu trong công tác mà tổ chức đảng ở đảng ủy phường Tân Chính, thì cái này là xây dựng để mà xây dựng một cái tổ chức đảng mà cái mà quản lý đảng viên, cho đấy là cái giúp cho đảng viên tham khảo tra cứu được những cái là hồ sơ dữ liệu của đảng đến người đảng viên rất là gần. Mà nhờ cái này thì chúng ta là tổ chức đảng mới gần được là các chi bộ ở dưới khu dân cư, gần đảng viên, và chúng ta mới xây dựng được một cái đảng vững mạnh, và đảng đó là đảng gần dân. Hiện nay mỗi ngày bộ mã QR của đảng ủy phường Tân Chính có khoảng 80 lượt truy cập sử dụng. Các hoạt động chỉ đạo điều hành cũng diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng hơn. Để công tác chuyển đổi số hiệu quả, Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đa dạng hình thức tuyên truyền cho đảng viên trên địa bàn phường, thực hiện sử dụng bộ mã QR số hóa dữ liệu thông minh công tác xây dựng đảng. Bên cạnh đó, sử dụng hệ thống văn bản điều hành tập trung, triển khai đăng ký sử dụng chữ ký số, đồng thời nghiên cứu xây dựng các bộ mã QR nhằm tuyên truyền thông tin của đơn vị đến với nhân dân trên địa bàn. Việc số hóa này thì góp phần xây dựng đảng của đảng bộ mạnh hơn, những cái thông tin, những cái mối quan hệ rồi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ đối với hệ thống chính trị của ban thường vụ, ban chấp hành rất là hiệu quả, nhanh hơn. Đảng bộ chỉ ban thường vụ, ban chấp hành chỉ cần có những cái thông tin mà đột xuất phát sinh thì chỉ cần hỏi trên các group và trên những cái nền tảng thông tin nội bộ thì sẽ có cái chỉ đạo kịp thời.
và từ có cái thông tin kịp thời thì có những cái việc vụ việc mà phát sinh thì xin ý kiến quận ủy chỉ đạo kịp thời và giải quyết những cái vụ việc đó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tại quận Hải Châu, việc số hóa trong công tác xây dựng đảng đã được các cấp ủy đảng thực hiện đồng bộ. Quận đã quan tâm phát triển hạ tầng truyền dẫn giữa quận phường và đảm bảo kết nối với mạng dung chung của thành phố, hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ tại trụ sở quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận theo hướng hiện đại, đồng thời từng bước nâng cấp, đầu tư thay thế trang thiết bị công nghệ thông tin cho đảng ủy ban nhân dân 13 phường, đồng thời bám sát mục tiêu đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch số 91 của Thành ủy Đà Nẵng về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đề án. Từ năm 2020 đến nay, quận ủy đã ban hành 6 kế hoạch, chương trình và công văn về việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác đảng, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, tiến tới xây dựng quận Hải Châu trở thành đô thị thông minh, chỉ đạo xây dựng ban hành và thực hiện kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các ban đảng, văn phòng quận ủy, nhằm góp phần hiện đại hóa, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng thông qua môi trường số. Đến nay, trừ các văn bản mật thì 100% các văn bản đều được xử lý trên mạng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc hàng ngày đã trở nên thường xuyên, phổ biến trong hoạt động của các đơn vị. Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo quận ủy cũng đã phát động thực hiện chủ trương chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền và nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, tạo sức lan tỏa để các tầng lớp nhân dân có thể tiếp cận được cuốn lịch sử đảng bộ quận và các cuộc thi lớn về ngày sinh của Bác, học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc thi lớn do Thành ủy phát động. Thực hiện chỉ đạo chuyển đổi số trong công tác tư tưởng, thì Ban tuyên giáo quận ủy đã thực hiện một số các nhiệm vụ tham mưu cho Ban thường vụ quận ủy triển khai cái chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc ứng dụng các cái trang mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền. Từ đó chúng tôi đã nắm được tình hình tư tưởng cũng như là tuyên truyền các cái nội dung của quận ủy, ủy ban dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đến với các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên cũng như là toàn thể nhân dân. Từ đó chúng tôi xác định vai trò của Ban tuyên giáo là một trong những cái cơ quan đi đầu để ứng dụng cái công nghệ thông tin chuyển đổi số này, giúp cho công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng của đảng, công tác tuyên truyền trong đảng ngày một hiệu quả hơn. Nằm xa trung tâm thành phố về phía Nam, đảng bộ phường Hòa Hải là một trong số rất nhiều đảng bộ cơ sở thuộc đảng bộ quận Hòa Sơn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xây dựng đảng. Từ đầu năm 2022, Đảng bộ phường đã chỉ đạo cấp ủy xây dựng, ban hành các quy định về việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin theo hướng nâng cấp, bổ sung và tích hợp các hệ thống nhằm đảm bảo liên thông, thông suốt giữa đảng ủy với các chi bộ trực thuộc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Zoom và hệ thống mạng xã hội như Zalo, Viber để tổ chức cuộc họp trực tuyến cũng như chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội trên địa bàn. Lúc đầu rất là khó khăn khi chúng tôi tiếp nhận sử dụng cái này, nhưng qua một thời gian chúng tôi rất là được sự chỉ đạo cũng như là hướng dẫn của đảng ủy ban dân, chúng tôi đã tiếp cận được cái công nghệ số này. Trước đây chúng tôi phải chọn một cái chương trình gì, một cái báo cáo hoặc một cái kế hoạch gì, chúng tôi phải ngồi chọn cái đây bằng bút tay, sau đó gửi cho người ta đến máy giùm. Nhưng bây giờ chúng tôi sử dụng điện thoại và sử dụng cái mail của chúng tôi, cũng như chúng tôi lập một cái chuyển qua một cái trang web và chúng tôi tự đánh máy và tự cho ra in. Nói chung mọi cái vấn đề mà liên quan đến cái hoạt động chính trị, bàn đã có vàng bỏng cũng như là cái chính sách này là chúng tôi đều là rất là thuận lợi trong quá trình cái thực hiện công nghệ số này. Ứng dụng chuyển đổi số đối với các cơ quan tổ chức đảng lưu đi và các chính quyền mặt trận và các hội đoàn thể nói chung, thì qua đó đã có sự chuyển biến rất tích cực về cái nhận thức đối với lại cán bộ công chức người động công tác đoàn để từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới, đặc biệt là khi chúng ta ứng dụng thí điểm và thực hiện cái chính quyền đô thị trong tình hình này. Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, các cơ quan đảng thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Điểm nổi bật trong thời gian qua tại quận ủy Ngũ Hành Sơn là việc cập nhật, xử lý thông tin đã nhanh chóng và kịp thời hơn, cắt giảm được một số giai đoạn trung gian trong quá trình triển khai văn bản chỉ đạo, cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên.
Đặc biệt những năm gần đây, quận ủy đã đầu tư hệ thống máy tính, lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến, kết nối thông suốt an toàn các cuộc họp từ trung ương, thành phố đến phường xã. Tuy nhiên, do chuyển đổi số là vấn đề mới, nên trong quá trình thí điểm, triển khai các đầu việc còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho quá trình chuyển đổi số. Bởi thực trạng hạ tầng ở địa phương còn gặp khó khăn, nhiều hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ, đảm bảo các quy định và đúng với quy hoạch. Nay mà thực hiện cái văn bản phân giới thì quận ủy Ngũ Hành Sơn cũng đã thực hiện rất là tốt. Về các khó khăn, hiện nay thì đối với cái mặt trong và mặt ngoài thì hiện nay thì chúng ta phải dùng là hai mặt. Nên là trong quá trình tổ chức thực hiện thì nó đòi hỏi thì phải có đầu tư về cơ sở vật chất. Nên là thời gian tới thì cũng đề nghị với các cấp thì cũng có một cái quan điểm chung là sử dụng trong nó đảm bảo trong toàn thành phố. Còn về cái đội ngũ cán bộ hiện nay thì nhìn chung là so với các hành chính trong đó thì so với chính quyền hiện nay chúng ta cũng vẫn còn có nhiều cái hạn chế. Thì cái việc mà cập nhật cái thông tin cũng như là công tác đào tạo bồi dưỡng về cái tiếp cận cái hệ thống hiện nay là các bạn thì nhìn chung là cũng chưa được đào tạo nhiều. Hiện nay là số cán bộ mới được tiếp cận. Còn về thời gian tới thì cũng đề nghị thành ủy cũng như là các cơ quan có liên quan thì mở nhiều lớp tập huấn để cho các đội ngũ cán bộ công chức được tiếp cận cái hệ thống thành cái văn bản điều hành để chung. Trong 3 năm gần đây, với việc ứng dụng các thành quả chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính của Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã tăng dần hàng năm. Ban đã thực hiện tra cứu, tìm hiểu thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân, gửi thông tin, tài liệu cuộc họp, thực hiện mô hình hội nghị không văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, thời gian in ấn tài liệu. Có thể nói, những kết quả đạt được bước đầu của Ban Nội chính trong lĩnh vực chuyển đổi số đã hỗ trợ công tác xử lý, quản lý đơn thư, tố cáo được xuyên suốt, tập trung từ khi tiếp nhận, phân loại xử lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị có thẩm quyền giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của ban, qua đó tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước tại cơ sở. Phải nói rằng là công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyển đổi số trong thời gian vừa qua được Trung ương và có Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai khá đồng bộ và mạnh mẽ. Thì ban nội chính thì không ngoài cái chủ trương chung đấy, thì đã triển khai các cái giải pháp. Cán bộ công chức thì được thường xuyên được cho học tập triển khai việc ứng dụng các cái số hóa tài liệu thì đang triển khai thực hiện đồng bộ. Tuy nhiên thì cũng có những cái khó khăn vướng mắc nhất định trong công tác thì ứng dụng công nghệ thông tin, ví dụ như hệ thống văn bản mặt cũng khá nhiều, rồi là một số cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin ở các đơn vị nó cũng chưa sự đồng bộ và chưa kết nối cơ quan đảng với cơ quan chính quyền, do đó thì có những cái vướng mắc mà cần phải sửa các quy định của trung ương và địa phương sao cho nó khớp nối và triển khai cho nó thật sự tốt. Tại Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, hàng ngày các chuyên viên tiến hành nhập hồ sơ đảng viên vào chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên như thế này. Công việc do các đồng chí trong tổ cập nhật cơ sở dữ liệu và đảng viên thay phiên nhau làm. Từ sau khi dữ liệu được cập nhật, sẽ giúp tra cứu thông tin cá nhân đảng viên chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý đảng viên thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố còn tiến hành biên soạn các bộ đề trắc nghiệm trực tuyến thông qua nền tảng Google Form để hưởng ứng các cuộc thi về tìm hiểu nghị quyết về chỉ thị số 05, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh hay các cuộc vận động các chương trình lớn do cấp trên phát động. Có thể nói đây là một trong những nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thời gian qua tại Đảng ủy khối đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như điều hành của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng như các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ khối. Hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ cũng như các cấp ủy cơ sở được thông tin nhanh chóng trên trang tin điện tử của Đảng bộ khối, trên website của Đảng bộ khối. Việc thông tin hai chiều cũng như văn bản đi đến giữa Đảng ủy khối với cấp trên, giữa Đảng ủy khối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được thông suốt, nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Để việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy khối được thuận lợi, nhanh chóng, mang lại hiệu quả thiết thực thì cần sự vào cuộc của cấp ủy tất cả các cấp trực thuộc Đảng bộ khối.
trong đó quan trọng nhất vẫn là người đứng đầu các cấp ủy và sự đồng hành, sự phối hợp giữa lãnh đạo cấp ủy và chính quyền cung cấp trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Có thể nói mặc dù còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhưng chuyển đổi số đã và đang góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong đảng. Các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, ban ngành thành phố và phường xã đã thay đổi tư duy, nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. Những kết quả đạt được bước đầu của Đà Nẵng hôm nay trong lĩnh vực chuyển đổi số đã góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đây cũng là bước tiến rất quan trọng giúp Đà Nẵng xây dựng công dân số, xã hội số và chính quyền số.